Hiện tại mình đang ở gần chợ Trà Sư các bạn ơi. Hôm nay cùng anh MC Tấn Dũng Bologo đi Trà Sư chơi cùng những người bạn. Người anh hiện tại đang mất cướp các bạn ơi. Anh ca sĩ Tấn Dũng Bologo, ca sĩ Chiều Will. Hello, xin chào quý vị. Đang mất cướp cho mình. Đang mất cướp cho Tài Tobi để chuẩn bị lên sóng cho quý vị cho nó đẹp trai chút nha. Giờ bữa sẽ ra mắt một MV mới. Sắp tới Tài sẽ ra một MV. Nhảy xuống hồ của Trà Sư. Hiện tại anh ca sĩ Tấn Dũng đang quay MV mới các bạn ơi. Ca sĩ Chiều Will. Các bạn có muốn nghe này hát thì cứ lên YouTube gõ là Tuấn Dũng của logo là ra các bạn. Xin chào các bạn. Anh ta đang quay MV mới. Đây các bạn ơi, đặc sản nước thốt lốt đây các bạn ơi. Đây cái thốt lốt đây. Nước đường, thốt lốt. Ở đây là một tỉnh An Giang các bạn. Ở chốn luôn kìa. Cung cú ly. Hello, xin chào. Đi đi đi. Đi với MV, đi với MV bằng đồ khác liền phải không? Đi sang xuống tàu các bạn ơi. Mình mua vé rồi mình xuống tàu các bạn ơi. Đi, đi anh em ơi. Vé 110 tiền. 110 tiền. Trà Sư ngày mới. Qua uống gì không em? Đi đây nào đi sao? Không nào đi sao nào? Thì chúng ta một chiếc mà à. Tiểu phụng số 10. Đây là Linh Đình Trai. Đây là anh Kỳ Photo Rappi. Nhịp ánh da. Rồi, cảm ơn anh. Đi riêng đi đẹp. Dạ dạ. Thông cảm anh nhé. Không có lên, anh ngồi dưới anh hát mà. Dạ. Xin ngồi trước. Đưa lô giảnh cho anh nghe kìa.
Tôi giảm cho anh nghe. Xin hãy cho tôi một lời tha thiết, một tối hẹn hò hay một bằng đón đưa, để hết lang thang trên phố vắng chiều mưa, nghe gió suy tư thôi lành giữa tâm hồn. 30 tuổi đời thêm chanh nỗi cô đơn, tên vẫn gọi tên mà thuyền chưa đổ bến. Hay quá anh ơi, hay quá anh ơi. Nó là mộ á. Này con mời con ấm này ba đi. Thôi ấy làm sao tôi dám tỏ tình, muốn nói thật với lòng mình làm sao tỏ tình được, khi em với tôi chỉ mới quen nhau. Dẫu thuộc nằm lòng câu nói nhân gian, thử diễn thiên lý năng tương hồ, nhưng sao vẫn ngại ngùng trái vùi sơ giao, nên mới lần nữa chưa cùng em về gạch giá. Rồi gửi cái gì một câu giọng cổ được thầy. Đang cặp bến luôn, vừa dứt câu giọng cổ nha các bạn. Đi cặp bến là các bạn ơi. Cảm ơn chị. Mình giáp giọng hả ta mau với ạ. Với anh trai nữa hỏi mình như có cao kê ở đây gì nè. Đúng rồi, đúng không? Bởi vì em nhìn nãy giờ. Đây. Đây một mình đi sang đi kiếm gì đó bỏ bụng, mình cứ suy kiếm gì ăn thì đi ghé cầu tình yêu một cái. Gì nhanh với mắt kỳ. Đòn đi mất tiêu rồi. Bỏ wifi nó lại. Ê đòn ơi, đợi tôi với đòn ơi. Đây là anh kỳ câu các bạn. Anh có câu kêu là anh kỳ câu. Tài không có câu kêu tài gì. Tài không có câu là tài kêu tài 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 bóng. Bé Giang Hằng ơi, chào mọi người đi con. Rồi dưới lên đây. Rồi bạn đi, đang tới dịch giải chấm dịch khăn. Quà lưu niệm đây. Chị cái ngày gì này mình học lâu chưa chị? Truyền thống gì chung dạ. Xa xưa dạ. Chị được nhà học cái này, biết ngày tương này được nhiêu năm rồi chị? Biết chết á. Đây. Chắc mình lấy cái này quá. Rồi, giờ nè.
cay luôn quá. Đây là cậu tình yêu các bạn ơi. Cậu rất là đẹp. Cậu dáng đơn sơ mà đi vô gần giữa gần chạm luôn á. Các bạn ơi, tay mình đang tiến xuống xuống tàu để về. Đây anh Tiến Dũng đây các bạn. Tiến Dũng logo. Hôm nay thì mình cũng theo Tài Vlog để vô Rừng Trà Sư quay MV ca nhạc hai bài. Bài Lá Thư Cuối Cùng và bài ca này cho em. Thì rất mong tất cả quý vị hãy chuẩn bị đón xem MV của Tiến Dũng Bolero. Cảm rồi, ơn bạn rất nhiều nha. Nhớ ủng hộ Tiến Dũng nha các bạn. Anh ra sau ngồi đi em. Ra ăn kem các bạn, ăn kem. Tính mà con chúng ta lên đây ăn uống đi. Ở đây có mấy cái tum nè.